nóng 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 cả nhà ơi, bỏ hết công ăn chuyện làm, bỏ hết thời gian không lướt TikTok đi đâu nữa, chỉ chia sẻ cái video này của Nam Râu. Chị Nga đã nhận được một tấm thiệp mời, thời gian, địa điểm rõ ràng. Ú là la, chuyện này chị hai sẽ đi xa. Ô la la, đường không em đấy mà. Ô la la, ngọc ngà sexy lady. Ai đi qua lối đó, ai trong lòng còn nhiều âu lo. Chị Hai ơi, chị Hai, thời gian, địa điểm rõ ràng, nhờ cộng đồng mạng phải bấm like cái video này, theo dõi kênh để đón theo những thông tin tiếp theo nha. Chia sẻ cái thông tin này rần rần lên, chị em, chị Hai của em đã nhận được một tấm thiệp báo hỷ. Thời gian, địa điểm rõ ràng nha quý vị, nha quý vị, đón xem. Trời ơi, vui quá, xá là vui luôn nha. Chia sẻ mạnh cái video này lên cho em quý vị. Tại sao vậy? Tại sao ác với Nam Râu và cộng đồng mạng vậy? Tại sao cung cấp cho Nam Râu một cái thông tin là cái giờ 13h30 phút ngày 21 tháng 10 chị Hai tôi cầm cái tấm thiệp mời đi ăn tiệc. Nhưng tới thời điểm hiện tại là gần 24 tiếng mà vẫn chưa cung cấp cho tôi thông tin rằng là chị Hai tôi bước ra khỏi tiệc. Trời ơi, tôi buồn, tôi hóng thông tin, tôi hỏi mãi nhưng không trả lời cho tôi được cái ngày giờ chị Hai tôi ăn tiệc xong và chị Hai tôi bước ra khỏi cái bữa tiệc. Đau đớn lắm các bạn ơi. Các bạn có biết bao nhiêu thứ tưởng tượng trong đầu của Nam Râu hiện tại không các bạn? Gần 24 tiếng đồng hồ rồi. Chị Hai tôi ăn tiệc về. Hay chưa? Chị Hai ơi, tiệc này chắc vui lắm hả chị Hai? Trời ơi, Nam Râu mến nhờ cộng đồng mạng chia sẻ cái video này. Đau lòng lắm quý vị. Rất là đau lòng. Nhưng chia sẻ cái video này để mọi người cùng đau lòng với Nam Râu ngang. Vậy ngang. Bye bye cả nhà. Buồn quá. Em mong chị Hai về lắm chị Hai ơi. Thật ra có một điều mà Nam Râu tôi không muốn nói về chị Hai. Nhưng mà Nam Râu thấy cộng đồng mạng trong và ngoài nước, và đặc biệt là những người khán giả, cứ trách chị Hai em, trách đi trách lại hoài cái câu chuyện mà chị Hai em hứa không live stream. Nhưng rồi 2-3 ngày sau hoặc là một tuần sau là chị Hai em lại quay lại với câu chuyện livestream và có những phát ngôn mới. Tại mọi người không hiểu. Nam Râu tôi hiểu, nhưng mà tôi lâu rồi, nhưng mà tôi không có nói. Nhưng ngày hôm nay các bạn quá trời rần rần cứ theo trách chị Hai tôi hoài, vậy cũng oan ức cho chị Hai của tôi. Không, giờ tôi nói cho nghe nè. Hơn ai hết, chị Hai của tôi biết những phát ngôn của chị Hai của tôi sẽ có thể xảy ra sự cố. Bất cứ lúc nào sẽ bị khóa mỏm, bất cứ lúc nào sẽ bị ăn thiệp mời, bất cứ lúc nào. Cho nên để là một cái cớ để đỡ quê, thì sau bắt đầu mỗi một buổi, xin lỗi, sau khi kết thúc bất kỳ một cái buổi livestream nào, chị Hai tôi cũng sẽ nói một cái câu, đó chính là sau buổi livestream này tôi sẽ ngưng, tôi tập trung lo cho việc kinh tế cho chồng con. Là để làm chi? Để cho nếu như chị Hai mà thật sự bị khóa mỏm mà nó nặng quá, chị Hai không còn đường chống chế nữa, thì chị Hai sẽ có cái cớ rằng là cái gì? Lo tập trung việc kinh tế, lo tập trung việc gia đình. Còn hễ như mà chị Hai thấy tình hình ổn ổn, tổ chức livestream tiếp. Hiểu không quý vị? Trời ơi, không lẽ cái gì cũng phải để Nam Râu tôi giải mã ra thì nó kỳ lắm. Phải không? Mà thật sự Nam Râu không có muốn nói điều này, nhưng mà cộng đồng mạng cứ hỏi hoài, rồi cứ trách hoài, bình luận vô trong kênh của Nam Râu nữa. Là nói là gì? Chị Hai cứ nói là ngưng livestream mà chị Hai cứ livestream hoài, rồi mới mốt đi An Phước again. Nói nghe, là nó chỗ đó đó. Cái chỗ mà Nam Râu mới nói đó, y như vậy đó. Hiểu chưa? Để tôi nói thẳng một tẹt bóng lợn hay không à. Để lại một lời bình luận, bấm like, theo dõi kênh và chia sẻ video này liền giùm cho em để khỏi hỏi cái câu này nữa nha. Bye bye cả nhà.
Thôi hết, rồi còn chi nữa đâu. Nguyễn Phương Hằng xúc phạm minh tuệ của tôi, ôi đớn đau, ôi đớn đau. Không thể nào nụ lại, không lên tiếng im sao. Bồ Phật ở trong T30 không luyện võ luyện văn mà sao hầm răng nó trắng toản vậy hả bà? Bà là hồ ly ở trong đó, bà tu không đặng hả? Sao bà dám xúc phạm đến thầy của tôi? Mô Phật chiếu hồ lô, chiếu hồ lô, ná giao lô cô. Cả nhà nghe cái đoạn clip mà cái con mẹ Phương Hằng live stream tối ngày 20 tháng 10 nha cả nhà. Đi giải cứu không minh tuệ. Quý vị nghe cho rõ, Nguyễn Phương Hằng tôi nói có thật không có chứng. Nói rất rõ là tôi kéo fan của tôi đi thăm ông thầy Minh Tuệ, mà fan tôi cộng với fan ông Minh Tuệ xuống đường lật đổ chính quyền. Bà xưng là tổ chức diệt tân sai bà ấy đến gặp tôi giao nhiệm vụ, tôi ok xuống đường lật đổ chính quyền. Dạ cả nhà có nghe không ạ? Bà kêu á là có một cái con mẹ nào đó là của tổ chức Việt Tân Việt Tép gì ạ, giao đại nam của bà kêu bà đi giải cứu thầy Minh Tuệ. Ủa thầy Minh Tuệ làm gì mà phải để bà giải cứu vậy bà? Ủa thầy tu mà đâu có ăn cướp ăn trộm hay làm gì xấu xa hay cái xúi dục ai hại người ta rồi xúi dục cúng dường hay bán nhà bán đất gì cho đâu mà bà kêu là giải cứu, đâu có bị bắt bớ gì đâu mà bà giải cứu. Bà nói ý cái ý chỉ của bà nói sau lưng của thầy là một tổ chức Việt Tân đúng không? Thưa bà, tổ chức Việt Tân là nó không có đi tu. Tổ chức Việt Tân là nó lo đi phản động, là nó lo đi tào lao, rồi cuối cùng sao kết quả của Việt Tân cũng vào trong tù kia kìa. Tôi nè, bà nói những ai á mà ủng hộ thầy Minh Tuệ á là Việt Tân. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa bà, con chỉ là người dân bình thường mưu sinh buôn bán hàng ngày, con á chỉ là một người yêu cái đất nước Việt Nam này, con máu đỏ da vàng. Con nói cho bà biết nha, là cho dù con có hy sinh tất cả, con có mất tất cả, nhưng con vẫn một lòng là học, đã học lịch sử rồi mà, vẫn một lòng là giữ nước, vẫn một lòng là yêu đất nước, hy sinh tất cả nhưng phải quyết là giữ độc lập tự do cho đất nước này. Đó là người dân Việt Nam, dòng máu anh hùng từ xưa tới giờ chúng tôi đang chảy trong người chúng tôi. Còn chúng tôi yêu quý thầy Minh Tuệ là tại vì thầy làm cho chúng tôi giác ngộ ra rất nhiều. Chúng tôi á chỉ biết thực hành việc thiện chứ không có cái miệng đi bô bô như bà. Bà nói người ta Việt Tân, vậy xin hỏi bà đó, bà nói cái bà mà vô trong đó đó kêu bà là đi giải cứu ông thầy Minh Tuệ á, bà nói bà đó là Việt Tân thì bà đưa ra chính quyền giùm hộ chúng tôi một cái để cho nhà nước người ta điều tra trắng đen thật rõ như thế nào. Bà đưa ra giùm tôi đi chứ tại sao bà cứ lên bà nói, nhưng mà không, cái miệng của bà nói vậy thì chính quyền người ta cũng sẽ tìm tới, người ta sẽ đưa trắng ra trắng mà đen ra đen. Còn thêm nữa đây, tôi cho bà coi, bà dòm lại coi cái bà mà bà đưa vô mà quay clip đó, bà nói là tổ chức Việt Tân á, có phải đang đứng kế bên bà không vậy? Bà trả lời hộ giùm tôi cái, có phải đang đứng kế bên bà không, bà Nguyễn Phương Hằng? Vậy rốt cuộc đứa nào là Việt Tân? Tôi nói cho bà biết nha, bà đang dẫn dắt dư luận, bà đang nói, bà làm bộ, bà nói bà là người tốt để mọi người theo bà, và cuối cùng là bị như thế nào? Cuối cùng là định phản bội cái đất nước này, định làm ô uế. Nhưng tôi nói bà, nước Nam ta vững lắm, ba miền cùng một chữ đồng, nên thành ra là đồng tâm đồng lòng, bà không có phá hoại được đâu. Mà bà chờ ngài nhận cái quả báo của bà nữa đi. Hôm rồi á, bà vô trong kia bà ngồi á, bà chưa có hiểu được nhân quả, bà chưa có thấm, đúng không?
không có nhầm nhò, không xi nhê gì bà đúng không? Rồi từ từ bà sẽ có cái quả thiệt to bà ăn.